dây điện thôi, dây điện mà dướng cái gì giờ cột dây điện cho gọn lại ha, dướng đất không vô sâu được, dướng ông anh trong sửa lại. Mời cả nhà ngắm cậu cuốc đất nha, cậu cuốc đất dưới sông cuốc lên qua khỏi lộ luôn ha, cậu dài khổng lồ dài dữ lắm nha, còn nó dối kìa, nó dối kìa, né dướng như ba cái dây cáp đó nhà ơi, nó cột vào cho nó gọn liền, đưa sách sâu vào trong. Mấy cái con sông này đất có đủ nè, gào nào gào nấy là thấy đầy tràn luôn á, quá tuyệt vời luôn ha, đủ gào đủ đất. Ôi trời, nó nghiêng kìa. Chờ cho nó khỏi ha, tới gần tới mấy dây điện luôn á, dây cáp. Mé bên này lục bình chữ ha, bảo vệ cái bờ kè ha, cho lục bình nó cho ngoài mà nó cặp sát mé đang cho nó bảo quản cái bờ kè, mình hạn chế ba cái sóng ha. Kinh này bờ ngang đó giỏi lắm, là hơn 10 mét này, cặp mọc giữa sông, cặp nào nó đầy đầy đủ đất đủ sình cực kỳ luôn ha, còn những sình nó bò dưới đó chứ ba cái sình non sình lít trên mặt quá, sình non ha, kinh này bò quá bồi luôn, ẵm một lỗ ha, chơi một lỗ nó rất sâu luôn nha, nó muốn thẳng gào luôn ha, một lỗ thật là sâu luôn ha, mấy lỗ sâu ở dưới thì đất nó dẻ hơn ha. Thẳng cán luôn, ngập cán luôn ha. Trên đó chắc cũng vài chục cặp á, vậy có chớn là nó chạy trong.
xế ngồi lái thấy đẹp không? Xế ngồi kiểu ha, ngồi kiểu lái luôn ha, đẹp ha. Ta hoặc mua mấy cây dừa bị sư đầu chứ cả nhà. Hai cây dừa mé cây dừa nhỏ bên kia bị vướng tàu nó te tua hết trơn rồi. Chắc là phải hy sinh quá. Quá đầy ha, thừa đó luôn, dư thừa luôn rồi. Bạn chưa quay đó. Tính ra cái đất này nó đủ quá trời đủ luôn ha, bồi dữ lắm à, giờ nó đầy đầy không á. Anh có cạp không? Cạp gì lên chục 20 cạp đang sửa đồ. Đóng mấy chục không biết, 50 chưa? Lại nó chưa chân mày thấy đủ mấy là hai cây dừa te tua đó phải không? Là bánh đành chân, bánh hết cây chanh rồi đó. Nó là mày biết không? Người ta sáng thổi nè, sáng cạp nữa, cạp mà đó là mưa không á, mạnh lắm hết trơn rồi đó. Mà được hết trơn mà cái thằng này nó mới đi lại là đủ mẹ, mày thấy làm như là ba cái bơm bỏ rồi còn. Làm tài lừa hết trơn à? Rồi rồi, anh tài xế rồi bị chê rồi. Như đó, đâu có. Cây bây giờ đó hắn, nếu như mày vô trong mày cầm chiếc xác mà mày cạp mà hư cây của người ta là tao đâu có kêu mày đâu. Không, tao nói mày lấy riêng ra. Đúng rồi. Cái điều thứ nhất đó là cái đó, cái thứ hai nữa mày cạp mà không có đúng. Giả sử như đi thí dụ người ta mày là gánh đất với nhau. Mà mày cạp cho tí như cạp cho tao mà cạp qua bên mày là mày nghĩ sao hả? Nó phải không? Cái đó đâu có được. Cái gì thì cái đó, cho tỉ như ví dụ bây giờ cây có mà giờ tao mướn mày cạp cho tỉ như vài chục cạp hay nhiêu hay trăm cạp hay gì đó không? Coi trời coi hết đất là mày nghĩ là cái vụ chứ mày đâu có phải mà một có người lợi những như mày. Cho tỉ như ví dụ như tao mướn mày là 100 cạp đi. Mày mới có 80 mà hết đất rồi. Mày làm cho được 100 cạp là những mày vậy. Nhưng mà nó không đủ đất. Hết mày thấy như và bãi cứt châu vậy đó, rồi mày thấy như mọc không á, làm rất chìm cháo á, rồi đâu có đạt năng suất đâu mà thì lớp mà mẹ làm được mày nghĩ chứ có đâu mà làm hết trơn hả? Không, cái này là trên đó lớp trên là toàn là xịn non nhiều hơn. Thì bởi vậy nó đâu có dùng được đâu, có là lớp dưới mấy lớp dưới nó được có dùng rồi đó, cái rẻ thì bởi vậy tao nói mày ra tự nhiên mày cạp đất nè, mày làm lớp trên là mọc nhiều mà lại nó không đủ đất á, không có đất á, rồi cái mọc không là mày cũng chát nữa phải không? Như mày đâu có thì cái này là tài xế chứ không phải trừ hao gào à. Cái thằng mấy lẻ bằng tao biết mày bằng cái gì cũng vậy chứ, nó đòi hỏi cái tay nghề mày thiệt khéo léo ha. Khéo léo mà lại mày kia nó đủ thiệt, tao không biết thì tao nói vậy là đủ, tao biết rồi coi như là chạy tó. Còn thằng này nói như kia đó là mày là vô mông thiệt tình mà nó làm nghề mà bây giờ mà đâu phải như hồi xưa mà kiểu đủ mới có người bằng một phút phải không, bây giờ đâu phải tao nói vậy. Bởi nó lấy gạo không có điều lát nó một cái thì mày thấy nó chẳng có cu, cái thì mới có còn chìm nước nó là nó ngập đầu phải không? Thì hơi thiếu chắc cái đó là nó không có đúng theo cái như mà trắng thùng như đó, mày thấy từ lối ngang qua lại nè, nó đậu chừng ở trên là nó bỏ mẹ xuống cái thì trên trời cái thì dưới biển nó không nghe thẳng hắn nghe hàng đó mà nguyên đi nó đều phải khi cái đó là bị thiếu đất nó làm có làm vậy thôi chứ.
Gòn Trà Bá. Rồi nghỉ rồi, xong rồi đang đường Gió Gòn ăn luôn, nghỉ rồi. Cái đất toàn đất mềm nhiều chứ không thấy đất cứng. Hồi đó mương không mà bây giờ lắp hết trơn mương mà.